trận đấu ở mùa giải trước thì rất nhiều bàn thắng đã được ghi. Và trong ngày mở màn cho mùa giải mới tại sân vận động Lạch Tray, hãy cùng chờ đợi một màn tái đấu giữa Hải Phòng và BKMX Bình Dương. Và như vậy là Nightwolf V-League 1 2023 đã chính thức được bắt đầu trên sân vận động Lạch Tray. Pha lên bóng đầu tiên của các cầu thủ bên phía BKMX Bình Dương. Nguy hiểm, 1-0. Hơn 1 phút, chính xác là 75 giây. Và lại là Romario Gordon, một cái tên quá quen thuộc. Chỉ mất hơn 1 phút và anh đã gieo sầu cho đội bóng cô. Pha đưa bóng vào rất khó chịu. Còn tình huống ra chân quá nhanh đến từ Romario Gordon, vẫn là một bản năng sát thủ đã được thể hiện xuyên suốt mùa giải trước. Hai mùa giải liên tiếp ông đều đặt mục tiêu chỉ là trụ hạ cùng với Hải Phòng. Nguy hiểm, pha trèo bóng khó chịu đến từ Hải Huy. Ông đã thể hiện điều đó với danh sách đăng ký thi đấu. Hải Huy pha mở bóng tốt, không được. Tình huống đỡ bóng tốt của Hữu Sơn. Đang có những rắc rối xảy ra. Bóng đã chạm vào tay của Kizito. Và theo nhận định của tôi là trong vòng 16m50. Và ngày mai thì sẽ lại là những mổ xẻ về quyết định của trọng tài viết chuẩn. Romario, cánh trái đang rất trống trải. Hải Quân ở phía trong thì Vĩ Hào đang chờ một đường chuyền. Vĩ Hào, không vào. Bên phía BKMX Bình Dương, Trần Đình Khương là người cũng đã sẵn sàng. Rất khó hiểu. 2-0 Romario. 2-0. Một ngày mà Văn Toàn trở lại đội hình chính. Và bây giờ thì cơn ác mộng đã ập đến rồi. Không có sự ăn ý giữa Bi Cù và Văn Toàn. Một người thì lên quá sớm, còn một người thì đưa ra một quyết định chuyền bóng về thiếu lực. Quyết định đã được đưa ra, sẽ có một quả đá phạt đền. Vào! 1-2. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Carlos Fernandez. Chuyền bóng tốt, cơ hội, Hải Huy, Hải Huy! Trận đấu vẫn được tiếp tục cho dù Hải Huy đã ngã trong vòng cấm của các cầu thủ BKMX Bình Dương. Khá nguy hiểm, cơ hội! Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Nguyễn Viết Duẩn.